Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bị cho là có màn thua thảm trước những mỹ nhân hoa ngữ khác như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi. Dù đều là những minh tinh màn ảnh đất nước tỷ dân, nhưng Triệu Lệ Dĩnh ra quốc tế thì biết cửa so đọ. Những ngày qua, nhiều sao hoa ngữ đã tham gia liên hoan phim Cannes 2024. Nhiều sao hoa ngữ đến với liên hoan phim Cannes 2024 nhưng đa số bị chê từ trang phục đến cách trang điểm. Trong đó, mỹ nhân như Củng Lợi cũng chưa thể gây ấn tượng và công chúng đang mong chờ các mỹ nhân Trương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh sẽ tạo được dấu ấn tốt hơn. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng và nhiều lời đồn đoán trước đó, Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa vắng mặt tại thảm đỏ liên hoan phim Cannes. Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự tiếc nuối thì có không ít ý kiến chỉ trích, mỉa mai cho rằng mặc dù là tiểu hoa 85 hàng đầu nhưng tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh trên trường quốc tế chưa thể bằng hai đối thủ cùng lứa là Dương Mịch và Lưu Diệc Phi. Được biết, Dương Mịch lần đầu xuất hiện vào năm 1992 với tư cách là một diễn viên nhí. Tuy nhiên, khoảng thời gian này cô chỉ tham gia một số vai nhỏ, phải mãi đến năm 2004 Dương Mịch mới chính thức debut và nhanh chóng tham gia địa hạt điện ảnh vào năm 2005. Dương Mịch cũng đã sớm có cơ hội đặt chân tới liên hoan phim Cannes vào năm 2012. Về phía Lưu Diệc Phi, nữ diễn viên ra mắt năm 2003 và cũng nhanh chóng tham gia đóng chính điện ảnh vào năm 2004. Đến liên hoan phim Cannes năm 2016, Lưu Diệc Phi xuất hiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông bởi danh tiếng và nhan sắc nổi bật của mình. Trong khi đó, mặc dù luôn được người hâm mộ tung hô là đỉnh lưu lứa tiểu hoa 85, nhưng dường như Triệu Lệ Dĩnh lại kém tiếng hơn hẳn khi đánh vào thị trường quốc tế. Trước đó, có nhiều tin đồn cho rằng sắp tới, phim Tương Viên Lộng có Trương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch tham gia công chiếu tại liên hoan phim Cannes 2024. Vì thế, những mỹ nhân này được trông chờ sẽ tạo được sức hút với phong cách và trang phục trên thảm đỏ, lấy lại sự thu hút của mỹ nhân hoa ngữ. Tuy nhiên, cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều vắng mặt, chỉ có Trương Tử Di xuất hiện nhưng nhạt nhòa trên thảm đỏ Cannes 2024. Triệu Lệ Dĩnh mới đây còn có màn thua Lưu Diệc Phi, xếp sau tiểu hoa này trên bảng xếp hạng nữ diễn viên có phim đạt điểm đầu ban cao. Douban là một trong những trang đánh giá phim phổ biến nhất Trung Quốc với độ tin cậy và uy tín cao, không phải là yếu tố quan trọng nhất nói lên sức ảnh hưởng của phim. Tuy nhiên, số điểm trên Douban cũng đại diện cho ý kiến của số đông khán giả có ảnh hưởng nhất định đến thành bại của tác phẩm. Lưu Diệc Phi là nữ diễn viên duy nhất có 100% điểm Douban phim truyền hình đều trên 7 từ những bộ phim cổ trang từ hơn 10 năm trước như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 9,2 điểm, Thiên Long Bát Bộ 8,6 điểm đến những bộ phim gần đây như Mộng Hoa Lục 7,9 điểm hay Đi Đến Nơi Có Gió 8,7 điểm đều có nội dung xuất sắc. Có thể thấy, tuy đóng khá ít phim truyền hình nhưng bộ phim nào của Lưu Diệc Phi cũng rất chất lượng. Là nữ diễn viên đứng đầu dàn tiểu hoa sau 85, Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ 2 và sau Lưu Diệc Phi có 60% số phim đạt điểm cao trên Douban, Gió Thổi Bán Hạ 8,2 điểm, Giữ Phượng Hành 7,2 điểm và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia 7,0 điểm. Ngoài khả năng gánh phim cổ trang cực xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh còn thành công truyền hình với thể loại chính kịch và mới đây là điện ảnh. Trong khi đó, Dương Tử xếp thứ 3, tỷ lệ phim đạt điểm cao của Dương Tử là 33,3%. Nàng tiểu hoa là một trong số ít nữ diễn viên thuộc lứa 90 có thể cân bằng được khả năng diễn xuất lẫn lượng fan đông đảo. Trong những năm gần đây, hầu hết mọi phim truyền hình có sự tham gia của Dương Tử đều được khán giả đón nhận.